Người chồng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại một người vợ trong một cái mái chòi lá. Thờ đó, mình xuống đây mình thờ. Ừ. Đó. Chứ ở đây người ta cũng đâu có được đâu. Ngay nhỏ em nó cũng tốt. Đây là một tin khá là buồn. Vì đâu đó được rằng sau khi hỗ trợ được thì cô bác anh chị biết là Mạnh Thường Quân cũng muốn hỗ trợ cho một số vốn làm ăn, cũng như là sửa sang lại căn nhà để cho cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Người chồng ra đi, bây giờ chỉ còn lại cô một mình với một người con mình. Khó khăn lại chồng chắc khó khăn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Và chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ nhớ hình ảnh này. Hai vợ chồng cùng một đứa con, sau một thời gian thất nghiệp tại Bình Dương thì về quê dựng chòi sinh sống. Sau khi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ được lợp một cái máy chòi bằng tôn, thì thời gian qua Bùi Hồ hay tin được rằng người chồng đã ra đi mãi mãi, bỏ lại một người vợ trong một cái mái chòi lá. Đây là một tin khá là buồn. Vì đâu đó được rằng sau khi hỗ trợ được thì cô bác anh chị biết là Mạnh Thường Quân cũng muốn hỗ trợ cho một số vốn làm ăn, cũng như là sửa sang lại căn nhà để cho cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Người chồng ra đi, bây giờ chỉ còn lại cô một mình với một người con mình. Khó khăn lại chồng chắc khó khăn. Và ngày hôm nay Bùi Hồ sau thời gian đi Trung Quốc trở về, nắm được thông tin này lật đật chạy qua đây để kịp thời giúp đỡ trao số tiền của Mạnh Thường Quân cho gia đình. Mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ ha. Cũng gia đình của cô thì có tăng gia hữu sự thì cũng khoảng 2-3 ngày nay rồi. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ mới có dịp trở về đây để thăm lại gia đình. Và đây là chiếc xe đạp cũ kỹ của cô đi bán vé số nè. Ngôi nhà này đã điều hiu nay lại càng lạnh lẽo hơn. Anh ơi, chào anh. Cô đâu anh? Dạ hả? Cho gặp cô được không? Đây là cô bác anh chị. Cái máy tôn được Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ. Và ngôi nhà này ngày hôm nay trở lại đây, ba thành viên trong gia đình thì chú đã ra đi mãi mãi. Và được biết rằng khi mà chú mất á, cái phần quan tài á là không có được đem xuống đây, phải để ở đằng nhà kia kìa. Và ngày hôm nay thì cô bác anh chị thấy một cái không khí lạnh lùng đáng sợ đúng không? Mua được một cái tấm simili để lót để cho nó đi im chân hơn nè cô bác anh chị. Rồi cái phần mái tôn thì cũng được lót rồi, nhưng mà người thì cũng đã không còn nữa. Đúng là cuộc sống vô thường thôi cô bác anh chị. Mình đi nhiều, mình cảm nhận nhiều và mình thấy được rằng trong thời gian rất dài thì mình có những người, những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn, nghèo khổ được giúp đỡ thì lại có đôi khi đột ngột cái đi, chưa được hưởng được cái phần phước phần còn lại sau khi được giúp đỡ thì không còn tính toán gì được nữa. Chào cô ha. Dạ, chào chú. À, cô sao rồi? Sao rồi, chuyện nước biển rồi? Để đi nuôi bệnh trong mấy ngày nay, 10 ngày nay nó mệt thở mà mệt hoài. Tôi mới đi hôm qua, nhỏ em mới dính nó ra nhỏ nãy đó. Ừ. Mới chở tôi đi khám bệnh tổng quát rồi sao. Ừ. Chở đi hôm qua thì bác sĩ nói là nó bị hở rồi, tim hai lá rồi. Ừ. Bị nhiễm gan, nhiễm mỡ. Ừ. Rồi đặng về là ta nói về đây vô lúc biển mệt, nó không cho mặn nặng nữa. Dạ. Yeah. Tôi thấy cảm thấy mệt quá, chứ mơ giờ mệt tôi thở không nổi, tôi mới mua vô đất biển cho nó phải khỏe là đỡ chút. Tự truyền ở nhà luôn. Tự là đỡ truyền luôn. Này chơi đạm, chơi màu vàng. Dạ. Yeah. Mới vô nó giờ đâu nửa tiếng nay giờ nó giờ đó. Con nghe nói là chú mất á. Dạ. Thì chú mất mấy ngày rồi? Mất bữa nay nữa là 5 ngày. 5 ngày. Thì mình có nghe nói là không, cái chú không có nằm an nghỉ ở đây mà lại đằng kia hả? Cũng như nhà nhỏ em mà nãy đó, ở đây mình bằng từng bỗng không được, nhỏ em nó cho để trên đó đặng chôn cấp ổng. Ừ. Đặng bằng từng đặng đồ cúng quải đồ. Ừ. Rồi chừng nào cúng rồi mình lấy bàn thờ ổng xuống đây mình thờ. Ừ. Đó. Chứ ở đây người ta cúng đâu có được đâu. Ngay nhỏ em nó cũng tốt. Rồi lo hậu sự của chú là hết bao nhiêu tiền, bệnh hoạn này kia luôn á? Chôn cấp luôn là này kia luôn, mười mấy 20 triệu luôn chú ơi. Vì tiền cái hàng thì nó cho. Ừ.
Còn tiền xây mã thì nó ngay không có cho, người ta cho mượn nhớ em á, nó xuất tiền cho nó trả. Rồi đó nó còn đằng bằng mẹ nó nói mẹ coi bằng lần lần có tiền gom góp rồi nó trả lần lần cái đó. Nó thì đang xây ổng là chưa rồi chiều ra nó mới rồi. Mấy 20 triệu lận. Còn ổng nói không phải bả nói thôi kệ cho ổng cho khỏe thằng ổng đi rồi bây giờ xây mộ đi mã đi thẳng từ bằng trả cái nội cái nó. Cái hàng thì nó nghe là đem lại nó chỗ nó cho luôn. Dạ hả? Ngày nay thì chưa xây xong. Lúc mà chú mất thì mất ở nhà hay bệnh viện? Đi bệnh viện Long Xuyên á, đi về nó chuyển về là đi về tới đó nhà trước cửa là khiêng xuống là ổng mất, nó vừa mất luôn. Tới trước cửa là mất luôn. Dạ. Bác sĩ nói là chú bệnh gì cơ? Bị phổi trắng trắng hết một bên luôn à. Ừ. Phổi trắng hết trên một bên luôn. Tiền nằm viện là bao nhiêu tiền? Đi Long Xuyên bữa đó thì nó ngay 5 triệu mấy. Ừ. Có chỗ đốc chứ, chỗ đốc 5 triệu mấy. Rồi đi Long Xuyên thì nó ngay có 1 triệu mấy à. Bởi vì tiền nhà mình có bảo hiểm thì nó không có tốn tiền không. Dạ. Có cái mình đi tới lui đi lên đi xuống đi mua này mua đồ đạc này kia rồi đó. Là tính ra cũng là 8 triệu. Đó. Vậy thì cái chi phí của mình có đủ không? Nó ngay không có đủ. Bà con của bác người ta cho thêm đâu 2-3 triệu gì đó. Nó gom góp lên cho thêm mình 2-3 triệu rồi đi đó. Đó. Thì đi về ở đây thì cũng hết rồi. Bây giờ hàng bổng thì nó cho. Còn tiền đó thì em nó nói thôi lỡ gì rồi xích cái luôn đi. Rồi chừng nào rồi chị mặn thẳng thì từ chị đưa lại cho em. Đó. Rồi đang xây ngoài là nó nói 9-10 triệu xây gì. Nó nói ngoài mà tôi chưa có hỏi tới nữa. Có nghĩa là chú mất mình không có cái nhà mà để mà đặt cái quan tài luôn. Dạ, chỉ không có cái luôn. Trại này nên thành nữ là phải ở đặt ghé cái quan tài của đứa người em. Dạ. Rồi bây giờ là khi mà tổ chức đó theo đạo Hòa Hảo hả cô? Dạ. Tổ chức đám tuần á, hàng tuần á thì phải để đằng kia. Để đằng kia cũng rồi sau khi mà hết tuần á 49 ngày mới đem dạ, về đây để mà thờ. Rồi đúng rồi. Mơ tới bằng tuần rồi, mơ tới 7 bằng tuần rồi. Nghe tin là Bùi Hồ cũng giật mình luôn á cô bác anh chị. Mới có mấy bữa rồi chú ơi, ổng mới đầu hổm nó ngồi chú quay nè, ổng còn nói ổng bình thường thấy không. Mà bữa hay bữa sau cái ổng nói sao ông ơi tôi mệt quá à, khó thở quá à. Rồi tôi đốc nó chở đi vô đốc luôn đó. Đốc chín bữa cho chị Dung Xuyên 2 bữa. Là gì là ổng mắc luôn á. Lúc mà mất thì chú có nói gì không? Chú có giận gì không? Không có nói được cái gì chứ, mà ổng đi ổng thở nhẹ cái là ổng đi luôn. Không có nói được cái tiếng gì chứ. Ngọt xớt luôn vậy đó. Rồi anh gì đó? Anh gì? Phú hả? Thì hai mẹ con tôi trực tiếp luôn đó. Hai mẹ con tôi trực tiếp nuôi trực tiếp luôn. Thấy anh buồn quá, thất thần. Mấy ngày nay nó không ăn uống gì chứ. 4-5 ngày nay không ăn uống gì chứ. Sau khi sửa được cái mái tôn của nhà thì không được bao lâu thì chú đi luôn. Hai bữa sau là trở đi đó. Bữa đó chú qua đó là 2 bữa sau là trở đi đó. Đi luôn đó. Cô bây giờ có ăn uống gì được không? Ăn thì ăn đỉnh mà nhưng nó mệt hoài. Bởi vì bác sĩ nói nó hở tim hở 2 lá đó. Nó hơi nhiều đó. Bây giờ nó mệt quá không cho mặn nặng. Không cho mặn nặng gì chứ. Bây giờ thấy tinh thần của cô cũng đi xuống quá không? Dạ. Bây giờ cô còn tiền bạc gì không? À, ngay tiền bạc thì không có còn. Bây giờ người ta cho được. Tôi còn bữa đó đâu đi nhà thương còn gì 1 triệu mấy đó. Hãm gà gì tôi còn mua này mua kia. Mua chiếu, mua bọng, rồi mua bánh, rồi mấy trái đó bằng từng đó nè chú. Thì nó cũng hết rồi. Còn mấy trăm ngàn cái mơ đưa cho nhỏ em nó đi mua giùm. Ăn mơ đó bằng từng nè. Tối là cô ngủ đằng kia hay ngủ đây? Thằng bạch tôi đến ngủ đằng kia mà thằng nhỏ nó thấy hình cha nó khóc hoài khóc sưng mắt vậy á. Rồi nó xuống đây nằm dẫm này nè, rồi tôi thấy vậy bị nó bệnh giật đó chú. Đâu dám bỏ nó đâu. Giờ còn có hai mẹ con hơi gán xuống đây nằm đây với nó, con ngủ được đâu, thức sáng đi không ngủ biết nữa. Đứa con trai của cô có về không? Có, nó mới đi hôm qua. Yeah. Ừ. Có ăn ngủ gì cô không? Có, nó khóc lắm. Nó hôm nữa đi mất điện về nó hỏi nữa. Rồi có hỗ trợ cô được phần nào tiền không? Không, nó không có tiền chú ơi. Nó khổ lắm, nó mặn, nó trả nợ ra ngoài, không có tiền trả nữa. Về không có tiền xe về trả đó. Mượn coi về mở Úc nó 500 ngàn gì đó. Không có đồng bạc nữa. Rồi sau khi mà chú mất thì cô có định hướng là làm đám cho tiệc cho chú xong hết rồi cô có dự định là ở đây nữa hay là đi Bình Dương làm? Không, tôi ở đây tôi không đi Bình Dương. Tôi ở đây tôi thờ bỗng ổng hai mẹ con như mặn sống không? Có gì thì ăn lấy chứ ăn đổi qua ngày đi. Bây giờ bác sĩ tôi gậu con cái bác sĩ nó không cho được mặn nặng nè. Tôi sợ đây vì sao nhưng tôi không mặn được, không biết tiền đâu sống nè. Mà con muốn hỏi
Có nghĩa là cô có dự tính gì ở đó quê mình chưa? Dự tính ở đây luôn, không có đi đâu. Nhưng mà làm nghề gì á? Chưa biết làm nghề gì, vì mình không có tiền bạc, mình không biết tính cái gì hết. Cái ngày mà chồng của mình mất á, thì không có chỗ để mà đặt cái quan tài để mà cho chồng mình. Dạ. Những giây phút cuối đời á, rồi không có chỗ về nhà, rồi không có nhà về luôn đó, thì lúc đó cô tủi thân dữ không? Tủi thân khóc lắm. Bởi tôi nói hồi đó phải có mong ước rồi giờ được cái nhà cho ông. Có mắt có chỗ ông nằm thì cũng được đi, giờ không có chỗ ông nằm ở đỡ gì cả đi. Khóc mấy ngày mấy đứa em chồng nó cũng phiền lắm. Nó hồi gán là bỏ nước qua đi, đang để sống với con bà. Nó ngày nó cũng tốt. Cái miếng xi mê ly này cô mới mua mà đúng không? Không phải, cái này nãy tôi mua, vô hổm tôi mua, tôi đến mua, tôi để chảy lên bàn thờ đó. Cái mấy bà nói hơi bự quá à, để vô đây ngủ đi. Bà nói ngủ quá, để vô đây ngủ luôn đi, rồi chảy cái miếng nhỏ kia chảy ra được rồi. Nó cái miếng này bự quá, nó hết ổn. Rồi mua chảy ngủ luôn đó, bị mùng chiếu đâu có trơn rồi. Mấy bà nói ổng bệnh đó, nó cũng sợ đó. Rồi mùng chiếu đốt có trơn luôn, đốt đàn bộ. Mình đi khám bệnh thì không có, không có gì hết á. Chỉ được có hai cái bệnh đó thôi. Bị gan nhiễm mỡ với hở là hai lá vậy đó. Bây giờ cô đã lấy lại được tinh thần chưa? Đã đỡ rồi. Trong phần tâm linh thì cô có nằm mơ thấy chú không? Không, mấy ngày nay không ngủ được, không có thấy. Không ngủ được. Bây giờ tôi nằm thức sáng đêm mà tôi không ngủ. Nằm đó suy nghĩ này kia hết sáng đêm luôn. Nằm đó cái mới mắt lại thấy mơ màng, nằm bệnh viện ông nuôi ông sao sao đó. Thấy đời hoài thì không được. Trong cái kỷ niệm vợ chồng với nhau thì lúc nào mà cô cảm thấy nhớ chú nhất? 25 năm nay không nhớ cho được chú. Có kỷ niệm nào mà chú để cho cô nhiều cái có. Ông hồi đó ông nói gì nè, ông nói ở Bình Dương ông nói gì nè, ông nói quá giờ nhà cửa không có ở, ước mong gì chú một tấm thiết ăn mua được cái nền nhà cho mẹ con mẹ ở, tao chết cũng được nữa. Ông nói vậy đó. Đó. Còn ăn ha, ăn uống cái món gì vậy, ăn cái gì chút xíu ngoài chừa lại cho tôi nữa. Thương vợ thương con lắm chứ không phải như người ta. Ông tốt lắm, bởi vì nhớ lại di giảng là khóc, nhớ lại di giảng thì khóc á. Nói thì nói cái câu chuyện xưa thì cô lại ngậm ngùi. Vì đâu đó gần chú cũng đã an nghỉ rồi. Mấy năm qua thì cái căn bệnh, những cái căn bệnh của chú á, nó hành hạ cái thân thể của chú nhiều rồi. Nên con khuyên cô á, thì cuộc sống nó cũng là vô thường. Thành thử là ai cũng không thoát khỏi cái con đường đó cả. Nhưng mà đôi khi vậy chú cảm thấy đi nhẹ nhàng hơn thì cũng an phận cho cũng chú cô mà cứ ngậm ngùi hoài thì chú cũng không có yên nghỉ nơi suối vàng. Nên cô cứ có một cái câu con học được, có một cái câu người ta nói như thế này, người còn lại á, thì phải sống luôn thêm cái phần còn lại cho người đã mất. Nên cô phải sống thêm cái phần của chú, nên cô phải cố gắng cho phải, cô phải mạnh mẽ lên để chú cô cũng còn phải nuôi người con bệnh đặc của mình nữa. Chứ mà con của cô đứa ở Sài Gòn mà nó thấy cô bệnh hoàn vậy thì nó cũng không yên tâm để nó làm. Nó mang không được, nó điện gì hoài. Còn cô mà yếu nữa thì cái người con mà bệnh giật của cô á thì ai sẽ là người chăm sóc nấu ăn nấu uống. Nên cô phải mạnh mẽ hơn lại, mặc dù cô biết là đây là cái nỗi đau mà mất mát đối với trong tình nghĩa vợ chồng thì đối với cô nó quá lớn. Vì gần như là cô như mất đi một phần cơ thể của mình vậy á. Đây tình nghĩa vợ chồng nên là nữ là con khuyên cô thì chỉ bằng lời nói thôi. Và ủng hộ cô về từ cái việc mình tinh thần cũng như vật chất mạnh được quân hỗ trợ thôi. Còn lấy lại tinh thần là do bản thân của cô tự quyết định. Nên và con tin chắc là cô sẽ sớm vượt qua được và cuộc đời của mình á. Nên thành nữ là có những thứ nó vô thường lắm. Nên thành nữ là thôi mong cô cũng có sẽ cố gắng vượt qua, gắng niệm Phật để mà cho tâm của mình nó an lạc hơn. Chú nói gì tôi cũng rất mong ơn chú. Tôi cũng gắng vượt qua, tôi nuôi con tôi, còn hai đứa con thì còn gắng vượt qua nuôi hai đứa con. Tôi cũng cố gắng gì lắm chú ơi. Bây giờ thì sau khi chú mất á, thì sợ bị căn bệnh phổi của chú lây á, vì con vi trùng á. Thì cô để đi khám bệnh và cái căn bệnh của cô thì nó bình thường. Không có bị bọc phổi nhưng mà cô bị ra một cái căn bệnh khác là hở van tim hai lá. Với lại gan nhiễm mỡ. Cô không có làm nặng được. Thì bây giờ đó là cũng là một trong những cái căn bệnh của nhà giàu của bác anh chị. Căn bệnh hở van liên quan đến tim là một cái căn bệnh phải nói rất là ngặt nghèo và phải nói nông tim mà cũng rất là nhiều tiền luôn. Thì bây giờ cuộc sống ở nhà
ở trong cái máy chồi như thế này á, việc kiếm miếng ăn thôi cũng đã khó rồi, mà lao động không được rồi không ra tiền lại càng khó hơn. Chắc có lẽ là một thời gian ngắn nữa thì cô sẽ sống nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, tình thương của hàng xóm láng giềng, của quý mạnh thường quân, để mà cô có một cái động lực nào đó để cô vươn lên. Gặp hình ảnh của cô treo cái ở đây mà đến nỗi á, cô không dám đi lại trạm xá và ở nhà luôn. Dạ. Mới đi khám bệnh qua cái giấy khám bệnh còn nữa. Ngậm ngùi ha. Người thấy thằng con nó tuổi nó khóc hoài, mình thấy nó khóc theo. Nó không ăn uống gì trơn, nó nằm có đắp mền, nó khóc hoài. Nó lên thấy hình nó cha nó thì khóc, hình cha đó nó khóc hoài vậy đó. Ừ. Thấy là khóc hả cô? Thấy là khóc đó, thấy nó khóc hoài vậy đó. Như ấm ức đụng nó sẵn vậy đó. Giờ nó mệt hoài, đau cái bệnh này giờ nó mệt hoài. Cảm ơn ha. Bây giờ thời gian tới là cũng chưa biết làm gì hả cô? Chưa biết làm gì giờ. Chỉ là biết hai mẹ con ở trại đây là hữu hỷ với nhau vậy thôi. Dạ. Hôm trước á thì con mới đi nước ngoài về thì con mới hay tin này. Dạ. Thì con không có kịp chạy qua để mà kịp thời hỗ trợ gia đình mình những cái lúc mà khi mà khó khăn á. Dạ. Con không có thời gian để con chạy qua. Và ngày hôm nay gặp cô mà từ đằng nhà kia mà lại đây xách cái cọng dây nước biển cái tự nhiên mình thấy nó không biết nói sao luôn. Thì con đến đây á, con nói với cô là con thưa với cô là con sẽ thay mặt cho vợ chồng của chú Tâm Trực và Nhã Khanh ở Mỹ á. Dạ. Gửi cho gia đình của mình là 50 đô tương ứng với cái phần chuyển khoản con nhận được là 1.218.690 đồng. Dạ. Thì con sẽ gửi cho cô 1.250.000 ha. Dạ. Đây là phần của vợ chồng kia của chú Tâm Trực và Nhã Khanh ở Mỹ ha. Đây, cô giữ để mà uống thuốc rồi mua đồ ăn, bồi bổ đồ vô. Thì tôi cũng gửi lời cảm ơn chú gì quên rồi. Tâm Trực và chú vợ chồng. Tâm Trực, vợ dạ. Chồng. Tâm Trực và Nhã Khanh. Tâm Trực, vợ chồng Tâm Khanh độ cho tôi được 50 đô này, tôi lo tiền mặt tận cho chồng con, tôi còn dư nhiêu tôi mua thuốc tôi uống. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ cô cũng đâu có đi làm gì đâu. Không có làm gì được hết chứ. Nó hậm gài, nó ngồi, nó buồn, nó gầu, nó khóc, không có ngồi làm gì được hết chứ. Để cái thời gian trôi qua đi cho nó khỏe. Có ai muốn gì nó bằng bậy, nó kế này nè. Nó bằng gần gần thì bằng được. Cho nó bằng ngày 100, kệ mẹ, hai mẹ con cũng sống rồi. Thôi bây giờ đi bán vé số lại 50 tờ đi chứ sao vậy? Giờ tôi đính vậy, đính chừng nào tôi khỏe rồi tôi lấy lại 50 tờ, 100 tờ tôi bán lại. Bán được 50 tờ cũng có tiền gạo. Dạ. Tiền gạo thì người ta cho, còn tiền dạ. Muối đường bột ngọt nước mắm nữa. Dạ, ra để gì không cho mình mặn nặng nữa rồi. Bây giờ thấy bế tắc dữ cô ha. Dạ. Mới làm được cái nhà chưa hết mừng thì lại có nghĩa có câu ông bà mình có câu rất hay, đó là dầu đổ bìm bìm leo, có nghĩa nhà sập thì bìm bìm leo, khó khăn thì lại càng khó khăn hơn. Mơ được có 2-3 ngày đó là ông nói, ông còn nói, ông nói được lên thiết cái này là ông mừng rồi, nó đỡ mưa gió này đỡ rồi. Ông nói được có 2-3 ngày đó rồi. Mà mới đầu có gì đâu, bình thường thấy chú thấy ông ngồi bình thường thấy không? Mà qua sau cái ông nói sao tôi mệt, tôi thở không nổi ông ơi. Là tôi chở, đi luôn đó. Giờ mấy cái hình quay tôi không có coi nữa, tôi coi không được, tôi coi được khóc, không được thấy hình ông ngồi nữa. Ông ngồi ha. Ngày hôm nay quay trở lại đây thì để chia sẻ thước phim này. Đây là một cái thước phim cũng khá là buồn. Vì đâu đó được gàn bùi hồn cứ nghĩ là được giúp đỡ thì cái chú không còn lo lắng nữa. Và chú sẽ khỏe mạnh hơn. Vì ngôi nhà cho vợ cho con cũng đã ấm cúng rồi. Nhưng mà cái căn bệnh ngặt nghèo nó đã chuyển đến đối với chú. Và chú đã ra đi mãi mãi. Mà cuộc sống là vô thường, thành nữ là cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ cô buồn đau nữa, cô có buồn đau nữa thì
chú vẫn không thể nào mà sống dậy. Và rất mong là con mong cô sẽ cố gắng mạnh mẽ để vượt qua những lúc khó khăn như thế này ha. Yeah, yeah. Và con mong được rằng mọi người sẽ chung tay hỗ trợ cho cô cũng như là anh có được một cái công việc gì đó ổn định hơn tí xíu. Còn ngày hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh chú Tâm Trực và gia đình chú Tâm Trực và chị cô Nhã Khanh ở Mỹ để hỗ trợ 50 đô cho gia đình của cô chú ở những cái thời điểm khó khăn nhất như thế này. Xin cảm ơn thành cảm ơn gia đình rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau ha.